Âm Thanh Bãi Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em nha. Hôm nay mình có một số loa bán cho mấy anh em đây. Chiếc tiên để mình đi cặp loa 30 nè. 30 của BNC ha. 30 BNC. Có mã dịch trên tầng. Loa này cun khoảng 6 mấy nha mấy anh em. 6 mấy á. 6 mấy 70. Từ nó khoảng 180. Từ 170-180 nha mấy anh em nha. Đây. Lo còn rất đẹp, keo á có gân nè, gân tẩm dầu cho mấy anh em nha, gân tẩm dầu nè, màng nè, ha màng sợi tinh dẻo nè, màng rất đẹp luôn mấy anh em nha, màng rất đẹp. Đây, mình có một cặp nè, y chang vậy nè, đây nè, ha, cun nè, cũng vậy, từ cũng vậy nè, keo màu hồng nè nha, đây, mình quay cho mấy anh em coi đây. Y chang nhau nha. Đây mình quay tổng thể hai chiếc lo cho anh em coi. Chang nhau đây. Đây ha. Từng giống nhau hết. Đây anh em. Giống nhau hịch nha. Cặp lo này giống nhau hịch rồi, cặp lo này mình bán cho anh em 2 triệu nha. Cho đồng like nha. Lo tiếng cực kỳ hay anh em nha. Cực kỳ luôn. Keo màu hồng nè, nhìn cái lo là biết xịn sò đúng hàng bãi ha. Sơn cát, thiết sơn nó sơn cát mấy anh em, sơn cát sườn rất đẹp, cặp lo này giống nhau hết. Thế đây mình có cặp chép nè, chép này chép 450 nha mấy anh em, chép JBL của Trung Quốc, cái này JBL 2416 của Trung Quốc mấy anh em. Đây nè, cái này là 2416 xịn, cái này là 2416 xịn nè, nó giống y chang vậy nè. Nhưng mà một cái của Trung Quốc, một cái của Mỹ anh em nha. Cái này, này của Mỹ nè. Này của Trung Quốc nha. Nhìn nó khác nhau, cái này nó có số, nó có cái này nó cũng khác ha. Còn cái này là nắp này, cái nắp này gần giống nhau anh em. Thì bữa nay mình bán Trung Quốc rồi, nó Trung Quốc nè. Đây. Từ mụn đen rất đẹp nha anh em. Từ mụn đen rất đẹp nè. 2416 của Trung Quốc, đây. Còn zin đẹp hết ha, cặp này mình bán cho anh em 1.600.000. Còn cặp 2416 của Mỹ còn mình bao zin bao xịn cho mấy anh em nha. Cặp này bao zin bao xịn. Còn rất mới, gã trong thùng ra, gã trong vùng 826 á mấy anh em. Gã ra, đây ra. JBL. Hai chiếc. Đây, quay tổng thể cho mấy anh em coi. Đây. Đây ha. Còn rất đẹp. Giống nhau hệt luôn. Cái chiếc của Mỹ là mình bán 4.500.000 một cặp nha anh em. 2416 của Mỹ là 4.500.000 một cặp nha. Rồi mình có một chiếc lo 350 cũng hàng bãi nè, nhìn từ rồi biết nha. 350 hàng bãi, chiếc này bán thanh lý rẻ cho anh em luôn. Mấy anh em về lắp lo kéo đồ chơi nè, mấy chiếc lo kéo nhà mới xài chép 250 nhỏ đó mấy anh em, hoặc là mấy anh em về lắp lo kẹo kéo điện rồi nè, kẹo kéo bình đó ha, xài cái chép này vô cực kỳ hay. Cái chép này mình bán rẻ với anh em luôn, 300.000 chơi cho vui ha. Anh em nào mua thì chốt. Thế cặp chép không queo nè, đây không queo nè, mâm số nè, thông số nè, viền đồng nè, con chiếc lẻ nè ha, con chiếc lẻ nè, bán 700k luôn, có tem nè, nhìn mâm nó mới đẹp, 700k. Và thế đây con chiếc nè của GCF nè, nắp nhôm CNC luôn, từ mung đen nhìn biết chiếc lo bãi nha. Chiếc lo này bán 600.000 luôn, bán xả cho mấy anh em chơi vui luôn nha. Và tới đây mình có cặp BNC nè, 40 mấy anh em, lo 40, lo này từ nó khoảng 160-170 mấy anh em, full 76, full 76 nha. Màng có đóng số xịn, anh em thấy màng không, lo màng cực kỳ xịn nè. Rất đẹp. Từ nè, full 76, lo có cái keo này ha, cái keo trắng này, cái keo trắng đơn trắng này mà anh em nhìn biết nè ha, nhìn biết cái keo xịn sò mấy anh em nha. Đây nè, mình quay là tổng thể nè,
Nó quay chi tiết, quay tổng thể luôn anh em nha. Mang nè, mang này, cái BNC thì nó có lớp keo này anh em nha. Về mình chỉ lau chùi thôi ha, quét bụi sơ sơ là đẹp gì nè anh em. Lo này lo còn rất mới luôn, tại vì nó dính bụi thôi, chứ cái lo này nó cũng chưa bắt cái thùng xài mấy anh em nè. Mấy anh em thấy không đó, những cái lo mà chưa niêm gô nó còn vậy nè, thì mấy anh em chắc chắn là zin 100% rồi ha, không phải sợ là lo làm lại dưới chân nè. Mấy anh em thấy không, cặp rất đẹp luôn. Rồi cặp này mình bán cho mấy anh em 2.600.000 luôn, 2.600.000 ha. Lo BNC xương trẻ nha, màng có số, màng nhập khẩu mấy anh em, cái màng nó màu nâu nâu nè ha. Đây rất đẹp mấy anh em, màn có số nè, cái giấy của nó nè, giấy nó bằng sợi tinh mà giấy nó rất mềm, lo tiếng cực kỳ hay mấy anh em nè. Đây nè ha, 2.600.000 quá rẻ ha. Lo nhìn giấy, là nhìn cái giấy nó màu nâu hay là đã biết cái lo là bằng giấy nhập khẩu rồi. Tới đây nè, mình có cặp lo 30 neo, cái này lo của 18 sao ấy mấy anh em, cái neo là neo của 18 sao nè, đồ vải nè, nhìn rất là xịn sò mấy anh em. 30 neo đây, lo này cool nó khoảng 76 mấy anh em, 30 neo bi, neo bi của 18 sao ha. Cái bi này cũng 18 sao nè, khung xương này cũng có 18 sao, nhẫn đen mấy anh em, nhẫn đen rất là xịn sò, nhìn màng nhập khẩu luôn nha mấy anh em, lo màng nhập khẩu luôn, nhẫn đen xịn sò nè. Đây đó, lo này nó cũng có lớp keo nè, chống nước sẵn luôn. Đây cũng vậy, nhẫn đen rất là xịn sò luôn, cun rất là lớn, cun 76 luôn anh em nha. Màn cũng vậy, cũng có lớp keo luôn. Nãy mình quay chi tiết anh em tổng thể nè. Cái này nó dính cái giấy nè anh em, cái lớn rồi nhưng mình gửi vận chuyển dính giấy thôi. Cái này anh em mua thì mình lau cái màu nhẹ nó ra, không có gì hết ha, lấy đồ lau nhẹ nó ra, dính gân tẩm dầu mấy anh em dính giấy. Mình về gói thùng dính giấy nha. Tổng thể hai chiếc lo rất đẹp nè, quay tổng thể. Đây có tem, có mã vạch trên sườn. Rồi cặp lo này nè, tem mã vạch hết giống nhau hết nha anh em nha. Cặp lo này mình bán 3.500.000, 3.500.000 nha, neo bi 18 sao anh em nha. Ở đây mình có một cặp BNC xương đứng nè, có tem, có mã vạch nha mấy anh em. Tên từ mấy anh em nhìn từ BNC bóng loáng này ha, một cặp này giống nhau hịch đó mấy anh em, giống nhau hịch chi tiết luôn á. Đây có mã vạch luôn nè mấy anh em, mã vạch ha, hai cặp này thì giống nhau 100% rồi, hai chiếc này giống nhau 100%, mã cũng trên mã cũng giống nhau luôn nè anh em thấy không, trên đế tầng cũng giống nhau luôn. Đây keo rất là xịn sò nè, mấy anh em thấy cái keo gầu nó không, cun 76 từ 190 mấy anh em nha, cun 76 từ 190, màng bằng sợi tinh rất đẹp mấy anh em. Đây nè, màng sợi tinh rất đẹp luôn, quá đẹp luôn. Chiếc lo này cũng còn mới luôn mấy anh em, chưa sử dụng luôn mà, chưa sử dụng luôn mấy anh em. Anh em nhìn cái từ là biết lo bãi nè ha, từ của nó rất đẹp dày, và từ có nhìn cái khối từ rất chắc, ý là chiếc lo còn mới mà nhìn cái từ nè mấy anh em thấy không, chưa sử dụng cái keo đổ gâu nó rất là xịn sò mấy anh em. Có mã dịch trên từ luôn nè, lo hãng mà, nói chung là tổng thể hai chiếc lo nè giống nhau hết mấy anh em nha. Đây nè, giống nhau hết, giống nhau 100%. Đây màn giấy bằng sợi tinh rất là xịn sò mấy anh em này. Rồi cặp lo này mình bán cho mấy anh em 2.700.000 luôn, từ 190 cùng 76 nha. Tới đây có một chiếc nè, súp 50 mấy anh em, BML ha. Cái súp này nó chạy khung xương của bay ma mấy anh em, khung xương của bay ma nè, lo tháo thùng nè ha. Cái này là mình vệ sinh sơ sơ nè, còn bụi bặm nè đó, lo tháo thùng còn rất đẹp mấy anh em. Keo nè, anh em cái keo không, thấy cái keo nó cái keo là biết xịn sò anh em nha. Đó nè, từ
từ nó dày mà nó đen mà lo cao lắm anh em, lo quá cao nè, lo cao sâu luôn, cao cao dữ dằn cao. Hai lo này quýnh súp là hết ý nè mấy anh em ha. Mấy anh em về gài gắp lò kéo mà hai cái súp một cái bát ở giữa nè, cái này lo này hết ý nè. Nè. Lo rất đẹp luôn mấy anh em. Màng ha. Màng của nó đây. Lò mũi rất là đẹp. Gần ba sóng nè mấy anh em. Ba sóng lớn luôn. Lo này thì quýnh quy lực nha mấy anh em, tại lo này quá cao. Lo cao sâu mấy anh em, lo này chiếc lo này quýnh quy lực. Tại vì nó cao quá mấy anh em, tổng thể nó cao hơn người ta rất nhiều. Nó cao rất nhiều lắm. Nó cao dữ lắm ha. Lo này cao lắm, nó cao ghê gớm. Mấy anh em thấy không? Chiếc lo này cao dữ dằn lắm. Cao sâu, làm súp là hết ý rồi ha. Chiếc lo này làm làm súp là quýnh là khỏi chê luôn. Mấy anh em nha. Lo còn rất đẹp. Màn sợi tinh chiếu chiếu nè. Lo này mình bán cho mấy anh em 2 triệu thôi. 2 triệu chiếc lo này. Bán rẻ thanh lý luôn. Đây nè. Tới đây mình có một chiếc EGCF 40 nè. 40. Từ lớn nha. Từ rất lớn, từ là hơn 220 đó mấy anh em, hơn 220 một chút. Cái này chắc từ hơn gan mình chút nè. Cái khoảng 230 mấy anh em. Từ 230. Cái cun này chắc lớn hơn cun 100. Tại cun này rất lớn nè. Anh em thấy không? Lo này mấy anh em về làm súp điện hay là súp hơi cũng được, súp hơi thì bả cháy rồi. Nó có mã số dập trên từ luôn. Nhìn là biết chiếc lo bãi xịn sò mấy anh em nha. Cun lớn nè. Lo gài xếp có đít 6 lỗ nè. Mấy cái này thì quýnh súp, làm súp điện súp hơi cũng được ha. Màn trên có số nè mấy anh em thấy không? Màn có đúng số đây. Đây. Giấy nè. Rất đẹp luôn anh em. Quá đẹp. Rồi chiếc lo mình bán cho mấy anh em 1.800.000 luôn. Bán 1.800.000 luôn. Đây. Lo còn rất mới mấy anh em. Lo cũng còn hầu như là cũng chưa có qua sử dụng hay sao đó. Thì cũng chưa bắt ốc vô thùng xài nè anh em nè ha. Mình nhìn là biết chiếc lo bãi nha. Có tem có mã vạch đầy đủ nha anh em. Mình bán là mình bao hàng bãi cho anh em á. Mình không có phải hàng mới. Ở đây mình không có bán hàng mới thị trường. Mấy anh em nhìn mua đồ là nhìn keo nhìn từ cũng biết rồi ha. Chất lượng của cái lo, nhìn cái đế xiên xiên cũng đã biết ha. Mình không có bán đồ ngoài hàng chợ. Đồ hàng chợ quýnh rất là mau xuống từ mấy anh em nha. Xuống tiếng lẹ lắm. Còn hàng bãi là hàng nội địa của nó thì hàng nhà máy xuất khẩu của nó thì tiếng rất là ngon rồi. Anh em nào biết chơi thì hãy nhìn tới. Còn mấy anh em nào không biết thì nó mắc hơn đồ mới thì cứ mua đồ mới mấy anh em nha. Đồ mới giá rẻ hơn thì cứ mua đồ mới, nhưng mà mình bao với mấy anh em luôn cái lo bãi thì hàng nội địa của nó thì quýnh hơn đồ mới rất nhiều nha. Nhưng mấy cái lo này không phải lo xịn của ý đâu mấy anh em nha. Cái giá này mình nói với mấy anh em có chịu mấy 2 triệu thì không phải lo ý xịn đâu, mình lo hàng Trung Quốc, bãi là hàng Trung Quốc xuất khẩu đó mấy anh em à. Nhắc lại cho mấy em nhớ nha, để mấy anh em cứ hỏi lo ý xịn hay lo có nước nào sản xuất không, mình ngại lắm ha. Mình đã nói thẳng trên đây, cái lo có chịu mấy mà hỏi nước nào sản xuất, Trung Quốc bãi đã ngon rồi mấy anh em nha. Trung Quốc bãi, Trung Quốc xuất khẩu đã ngon rồi, chứ còn của Ý, của Anh, của Mỹ thì không có giá trị mấy anh em nha. Rồi mình xin kính chào mấy anh em. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo mấy anh em nha. Xin tạm biệt.